Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 455 triệu đô la Mỹ. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng đạt thấp là do ảnh hưởng về giá của một số mặt hàng giảm, nhất là sản phẩm alumin đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu xuất khẩu. Một số sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là alumin 640.000 tấn, tăng 36% về lượng, cà phê nhân 65.000 tấn, tăng gần 14%. Chè chế biến gần 17.000 tấn tăng 10%, rau 9,5 ngàn tấn tăng 42%, hạt điều nhân 1,6 ngàn tấn tăng 6,5%, hoa tươi các loại gần 270 triệu cành tăng 5,6%, hàng dệt may đạt gần 14 triệu đô la Mỹ, vân vân. Nhìn chung, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng tăng hơn 11% so với cùng kỳ, tuy nhiên chỉ đạt gần 83% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu Lâm Đồng đạt thấp là do ảnh hưởng về giá của một số mặt hàng giảm, nhất là sản phẩm alumin đã ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu xuất khẩu. Ngoài ra, với việc giảm giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đã ảnh hưởng lớn đến tình hình xuất khẩu của địa phương. Để khắc phục vấn đề này, Lâm Đồng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, chú trọng công tác xúc tiến thị trường thương mại để từng bước nâng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong thời gian tới. Toàn huyện Đức Trọng có hơn 18.000 hectare cà phê, trong đó diện tích cho kinh doanh ổn định là 16.800 hectare. Trong những ngày này, tất cả các diện tích đều đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trời liên tục có mưa, làm ảnh hưởng đến chất lượng nông sản.